Kính chào quý vị, chào các bạn. Bây giờ là bản tin 18 giờ 30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, 90 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư vào địa bàn tỉnh trong 5 tháng đầu năm 2019 với số vốn đăng ký lên tới hơn 8.500 tỷ đồng và 44 triệu đô la Mỹ, tăng gấp 3,1 lần so với cùng kỳ. Đây được xem là kết quả đột phá, khẳng định ưu thế và những nỗ lực của tỉnh Thanh Hóa trong thu hút đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Chỉ tính riêng tại khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, trong 5 tháng đầu năm đã có 30 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư xấp xỉ 6.400 tỷ đồng. Nhiều tập đoàn doanh nghiệp lớn đã nghiên cứu khảo sát và quyết định đầu tư vào khu kinh tế. Năm nay là một năm mà có nhiều các cái dự án các nhà đầu tư đến quan tâm, đặc biệt là nhà đầu tư nước ngoài đến quan tâm nhiều hơn và cái sức hấp dẫn thu hút của tỉnh Thanh Hóa cũng cao hơn. Tôi nghĩ rằng là trong này cuối năm 2019 thì có nhiều các cái dự án lớn sẽ được triển khai. Kết quả thu hút đầu tư vào địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong những tháng đầu năm 2019 tăng cao do tỉnh đã chú trọng hơn đến quảng bá những tiềm năng lợi thế sẵn có của địa phương, tăng cường giới thiệu lĩnh vực và danh mục các dự án khuyến khích đầu tư, sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh và công tác cải cách hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp của các ngành, các địa phương. Ngoài ra, chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung cũng khiến nhiều nhà đầu tư trên thế giới chuyển hướng, tìm cơ hội đầu tư vào Việt Nam, trong đó có Thanh Hóa. Vụ thu mùa năm 2019, các địa phương trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cơ giới hóa, đưa máy móc vào sản xuất ở các khâu giải phóng đất, làm mạ, giao cấy nhằm đẩy nhanh tiến độ sản xuất. Vụ thu mùa năm nay, hơn 30% diện tích sản xuất lúa của xã Quảng Đức, huyện Quảng Xương đã áp dụng cơ giới hóa đồng bộ. Trong đó, 100% diện tích làm đất bằng máy. Xã đã đưa 3 máy cấy phục vụ gieo cấy cho bà con. Tính đến hết ngày 14 tháng 6, Quảng Đức đã gieo cấy được 70% diện tích. Sau khi mà chuyển sang cái cơ giới hóa về cho đối với công tác sản xuất nông nghiệp thì phải nói là cái hiệu quả kinh tế mang lại rất là cao. Cái thời gian lao động của người dân tiết kiệm được rất là nhiều và đặc biệt là cái chi phí. Thì hiện tại thì chủ yếu là nhân dân chỉ có tác động một phần thôi, còn chủ yếu là máy móc là chính để phục vụ cho công tác sản xuất. Từ làm đất cho đến gieo cấy và thu hoạch thì chúng tôi đều là tiến hành bằng máy hết. Vụ thu mùa năm 2019, Thanh Hóa có kế hoạch gieo cấy 122.000 hectare lúa. Đặc điểm vụ mùa là khung lịch thời vụ rất ngắn, nên ngành nông nghiệp đã chỉ đạo các địa phương tập trung xuống đồng gieo cấy với phương châm càng sớm càng tốt. Để khắc phục tình trạng thiếu lao động, ảnh hưởng khung lịch thời vụ và giảm chi phí, các địa phương đưa 100% máy móc để giải phóng đất, đồng thời tăng diện tích làm mạ khay, cấy máy. Đến nay, các địa phương đã cơ bản giải phóng hết diện tích đất và gieo cấy được 40% diện tích. Theo chương trình phát triển nhà ở xã hội đến năm 2020, Thanh Hóa sẽ cần khoảng 27.000 căn hộ nhà ở xã hội. Nhưng cho đến nay, mới chỉ có 12 dự án nhà ở xã hội hoàn thành với 4.500 căn hộ, đáp ứng khoảng 20% nhu cầu. Với dân số trên 3,6 triệu người, tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 26% và hàng trăm nghìn công nhân viên chức, người lao động đang làm việc tập trung tại các khu đô thị, cụm công nghiệp, nhu cầu về nhà ở, đặc biệt là phân khúc nhà ở xã hội tại Thanh Hóa là rất lớn. Nắm bắt thực tế này, nhiều doanh nghiệp đã đầu tư triển khai các dự án nhà ở xã hội. Ngoài 12 dự án nhà ở xã hội đã hoàn thành, toàn tỉnh còn 6 dự án đang triển khai. Để thu hút sự lựa chọn của người dân, bên cạnh yếu tố giá thành thì chất lượng và tính tiện ích của các dự án nhà ở xã hội đang ngày càng được các chủ đầu tư quan tâm. Đối với dự án Arty Home, chúng tôi dự kiến đưa ra thị trường 272 căn hộ. Quý 2 năm 2020, chúng tôi sẽ bàn giao hoàn chỉnh căn hộ cho khách hàng. Chúng tôi quan niệm rằng là nhà ở xã hội nhưng chất lượng thương mại bắt đầu từ khâu thiết kế đến khâu quá trình lựa chọn nhà thầu, tư vấn giám sát nhà thầu thi công đều là những đơn vị có uy tín. Giai đoạn 2017-2020, Thanh Hóa sẽ huy động hơn 10.000 tỷ đồng để xây dựng nhà ở xã hội đáp ứng nhu cầu của hơn 133.000 người dân. Hiện tỉnh đã xây dựng dự kiến danh mục các vị trí dự án phát triển nhà ở xã hội, đồng thời quan tâm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ khuyến khích thu hút các doanh nghiệp tham gia phát triển nhà ở xã hội để giải quyết vấn đề an cư lạc nghiệp cho người dân. Hai tuần gần đây, người dân các xã Thành Tiến, Thành Long, huyện Thạch Thành và xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc vô cùng bức xúc khi mỗi ngày các xe tải chở đất qua lại trên tuyến tỉnh lộ 516B gây bụi bẩn, ô nhiễm môi trường. Xe vận chuyển đất có tải trọng lớn từ hai mỏ đất thuộc địa bàn xã Thành Tiến, Thành Long đã khiến nhiều đoạn đường bị bong chóc lớp bề mặt, xuất hiện nhiều ổ gà, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Hai mỏ đất này lại nằm liền kề với khu dân cư, nên việc xe máy đào bới vận chuyển cả ngày lẫn đêm không những gây tiếng ồn mà còn gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Vào những ngày nắng nóng, bụi bốc mù mịt ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.
Công ty chở đất là để vương vãi đất ra đường, rồi những cái ngày trời nắng lên là bụi bẩn, bụi mù lên là ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Với lại là những ngày mà khai thác nhiều người mua đất là công ty làm đến tận 10 giờ đêm, mất ảnh hưởng đến sức khỏe của bà con. Ủy ban xã cũng đã có làm việc với công ty, yêu cầu công ty thực hiện các cái giải pháp để đảm bảo cái môi trường, ảnh hưởng môi trường. Thì công ty cũng có thực hiện cho xe là tưới nước đường, nhưng mà cái lượng tưới là rất ít, cho nên là cái việc bụi bặm ảnh hưởng đến môi trường là vẫn chưa thể thực hiện tốt được. Đề nghị các cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc kiểm tra, yêu cầu các doanh nghiệp khai thác các mỏ tuân thủ nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn giao thông và bảo vệ kết cấu các công trình hạ tầng giao thông. Công an huyện Tĩnh Gia vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Lê Văn Lương, sinh năm 1986, là chủ cơ sở cầm đồ Minh Lương, xã Hải Nhân, huyện Tĩnh Gia về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2018 đến khi bị bắt, lợi dụng việc mở cửa hàng cầm đồ, Lê Văn Lương đã cho nhiều người dân trên địa bàn huyện Tĩnh Gia vay tiền với lãi suất 10.000 đồng một triệu một ngày, tương đương với lãi suất trên 200% một năm. Tại thời điểm kiểm tra khám xét cửa hàng cầm đồ của Lê Văn Lương, công an huyện Tĩnh Gia đã thu giữ 55 hợp đồng cho vay lãi nặng với tổng số tiền gốc là 800 triệu đồng. Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra làm rõ. Bản tin 18:30 sẽ để tiếp tục với những thông tin trong nước vừa được chúng tôi cập nhật. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án xây dựng thị trường vận tải cạnh tranh theo hướng phát triển vận tải đa phương thức, chú trọng áp dụng công nghệ thông tin để giảm thiểu chi phí vận tải, tạo thuận lợi cho lưu thông, phân phối hàng hóa và dịch vụ của doanh nghiệp. Mục tiêu tổng quát của đề án là xây dựng thị trường vận tải cạnh tranh lành mạnh, phát huy thế mạnh của từng phương thức vận tải và phát triển vận tải đa phương thức, ứng dụng các công nghệ vận tải tiên tiến để tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa, giảm chi phí logistics của nền kinh tế trong điều kiện hội nhập, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Ngân hàng Nhà nước mới đây đã khẳng định, ngân hàng không hạn chế cho vay trong lĩnh vực bất động sản. Lĩnh vực kinh doanh bất động sản tiềm ẩn rủi ro rất lớn, thế nhưng không có nghĩa là lĩnh vực ngân hàng hạn chế cho vay, mà chỉ xem xét chọn những dự án đầu tư có hiệu quả và chủ đầu tư đủ năng lực. 3 tháng đầu năm nay, dư nợ cho vay bất động sản tăng 3,24% so với năm ngoái. Tốc độ này vẫn ở mức ổn định so với sự tăng trưởng của nền kinh tế. Từ giữa tháng 3 đến nay, giá nhiều mặt hàng xây dựng như xi măng, sắt thép có xu hướng tăng theo mức tăng của chi phí đầu vào như điện, than. Tại khu vực phía Nam, các mặt hàng từ sắt thép, xi măng cho đến gạch ống, gạch lát nền, gạch trang trí đều tăng khá mạnh. Giá vật liệu tăng đẩy giá xây dựng đội lên khoảng 500.000 đồng mét vuông. Tại phía Bắc, khi mùa khô đến cũng là lúc bắt đầu vào cao điểm của mùa xây dựng. Nhu cầu vật liệu xây dựng dự báo sẽ tiếp tục tăng cao hơn và giá cả có thể vẫn còn nhiều biến động. Theo Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Trung Quốc ngày càng đưa ra nhiều yêu cầu khắt khe hơn với nông sản Việt Nam. Xuất khẩu sắn và các loại sản phẩm từ sắn 5 tháng đầu năm ước đạt hơn 1 triệu tấn, giảm về sản lượng và giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Các mặt hàng dưa hấu, chuối, vải cũng đang bị siết chặt xuất khẩu. Nguyên nhân là hàng nông sản Việt Nam xuất khẩu sang quốc gia này có tình trạng làm giả giấy chứng nhận, tờ khai, đơn hàng, vi phạm tiêu chuẩn chất lượng nông sản. Mới đây, một tàu vận chuyển dầu cập bến tổng kho xăng dầu Trần Quốc Toản, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp để lấy dầu nhưng bất ngờ bị chìm. Trên tàu chứa khoảng 19.000 lít dầu. Rất may nhân viên đã nhanh chóng khóa nắp bình chứa nên lượng dầu tràn ra sông Tiền không đáng kể. Khi nhận tại hiện trường chiều ngày 14 tháng 6, váng dầu ở ven sông Tiền có bán kính khoảng 2 km. Sáng cùng ngày, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Tháp đã khảo sát xung quanh khu vực xảy ra sự cố để xác minh mức độ ảnh hưởng. Chiều ngày 14 tháng 6, 83 công nhân của công ty Iadia Việt Nam cụm công nghiệp thị trấn Sông Thảo, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ đã phải cấp cứu vì có biểu hiện ngộ độc sau khi ăn trưa tại công ty. 83 công nhân này có biểu hiện rối loạn tiêu hóa, đau bụng, chóng mặt, buồn nôn. Một số trường hợp nặng phải đưa vào bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Khê cấp cứu. Hiện sức khỏe của các công nhân đã cơ bản ổn định. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Phú Thọ đã lấy mẫu thức ăn để kiểm tra. Nguyên nhân của vụ việc đang được điều tra làm rõ. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An vừa phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy phát hiện bắt quả tang đối tượng Dành Song Trò, sinh năm 1987, trú tại bản Hồi Kha, xã Hồi Tụ, huyện Kỳ Sơn, có hành vi mua bán trái phép 12 kg ma túy đá. Trước đó, vào ngày 12 tháng 6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với các đơn vị khác bắt giữ Dòng Chùa Mùa, sinh năm 1987, trú tại xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn, có hành vi mua bán trái phép chất ma túy cũng từ Lào về Việt Nam, thu giữ 10 kg ma túy. Quý vị và các bạn có thể xem lại bản tin 18:30 tại địa chỉ website truyền hình thanhhoa.vn.
Thông tin phản ánh của quý vị và các bạn xin gửi về chương trình theo địa chỉ email bản tin 18h30ttv@gmail.com hoặc số điện thoại đường dây nóng 0888 253636. Xin được cảm ơn và kính chào tạm biệt.